ngay tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tổng kết ngày hội Internet, bà con và các bạn thân mến, vào ngày 22 tháng 9 2015 vừa qua, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức hội Internet tại xã. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quý biểu Emerging Target tài trợ và sự tham gia đông đảo của người dân tại xã Cò Nòi. Ngày hội Internet đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con một cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của Internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức, ngày hội Internet tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã thu hút rất nhiều người tham dự đến với ngày hội Internet. Người dân đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách sử dụng máy tính và Internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng máy vi tính, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ kỹ thuật đã có thể tìm những thông tin cần thiết cho mình trên mạng Internet. Có những người đã tìm được nhiều thông tin hữu ích ngay tại ngày hội, như các chính sách của Đảng và Nhà nước, các kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, cập nhật